Và sau đây là nhận định của tác giả Phạm Minh Vũ đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 1 tháng 3 về những sự kiện đáng kính trọng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Mời quý vị cùng chia sẻ. Một vị Tổng thống. Hình bên trái là Tổng thống Zelensky vừa ký đơn gia nhập Ukraine vào Liên minh châu Âu và thư ký EU trước đó đang có cuộc vận động một số quốc gia đồng ý để Ukraine trở thành thành viên EU. Hình bên phải là một đội quân của quân đoàn quốc tế hỗ trợ cho Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky thành lập đội quân này, với mục tiêu để cho ai muốn chiến đấu cùng người dân Ukraine chống lại Nga quốc xã. Ngay khi Tổng thống Zelensky ký thành lập đội quân quốc tế thì ít nhất chính phủ ba quốc gia là Đan Mạch, Anh và Canada cho phép công dân của mình ai muốn tới Ukraine đập Nga thì cứ ghi danh. Nhưng các Tổng thống Zelensky khéo léo đưa thế giới vào ủng hộ chống lại Nga, ta không thể coi thường một chính trị gia này. Có lẽ lịch sử về sau sẽ còn nhắc tới một vị Tổng thống không chỉ mạnh mẽ đương đầu với một bộ máy chiến tranh Nga quốc xã, mà bài học chọn bạn mà chơi cũng để cho chúng ta đắn đo suy nghĩ. Ít ra với Việt Nam cần phải đáng suy ngẫm. Chơi chơi với bạn xấu, đê tiện đến mức chủ quyền, mà cứ suốt ngày ra rả tình hữu nghị là quá viển vông.